Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay nhé. Ngờ gặp ca sĩ Kim Ngân, lại đi lang thang ngoài đường, Saki về nhà em họ. Ngày hôm nay, khán giả lại vô tình bắt gặp ca sĩ Kim Ngân lang thang đi ngoài đường, Saki về nhà em họ nữ ca sĩ. Như vậy những lời Gia Nguyễn nói trên truyền thông giống như lạy ông tôi ở buổi này. Lên truyền thông, Gia Nguyễn từng nói chứ Nga đem Kim Ngân đi để mà ăn mày lòng thương khán giả. Một người dơ giấy đột nhiên trở thành một thiên thần. Làm xong, quăng chị Kim Ngân trở lại lang thang. Thì Nga chẳng giúp được gì cho Kim Ngân cả. Cái video nửa tiếng đồng hồ đó không nói lên điều gì cả. Sau nửa tiếng đó thì Kim Ngân như thế nào? Kim Ngân cũng đi ra ngoài đường, đầu bù tóc rối, đi lang thang như vậy. Đó lời của Gia Nguyễn nói với Thiên Nga như vậy. Nhưng hiện tại Kim Ngân về nhà anh thì cũng phải ra phố đi lang thang thôi. Nói Thiên Nga quay video nửa tiếng đồng hồ, không nói lên điều gì. Nhưng thực chất muốn có được cái nửa tiếng đó là phải đi với Kim Ngân mấy tiếng đồng hồ mới được nửa thước phim đó. Giống như Tiến Dũng Madia cũng đã từng nói với Gia Nguyễn, em phải đi quay chị Kim Ngân hết 6 tiếng đồng hồ mới được thước phim mười mấy phút. Nếu như không có khán giả và Kim Tiểu Long tình cờ gặp Kim Ngân ngoài đường lang thang, chắc rằng anh ta sẽ vẽ lên cho khán giả xem Kim Ngân ở nhà anh ta là một màu hồng. Và anh Gia cũng từng mạnh miệng nói với đài truyền thông, kêu mẹ và em gái Cathy đến nhà em đi để coi 24 tiếng của Kim Ngân sung sướng như thế nào. Nhưng mà hai người đó không dám đến đây đâu, vì đến là bị Kim Ngân chửi nên họ không dám đến. Anh ta biết chắc mẹ và em gái Cathy không tới nên mới mở miệng nói mạnh như thế. Và anh cũng từng nói với Thiên Nga, nhiều người nói tôi cố giành giật chị Kim Ngân khỏi thầy Thiên Nga, nhưng không hề, tôi chẳng được lợi gì hết. Mấy hôm nay tôi khá tốn kém chi phí trong việc mua đồ cho chị Kim Ngân, nhưng tôi không hề kêu gọi ai quyên góp, tự lo được bằng tiền của mình. Kim Ngân thích gì là tôi mua. Nhưng thực sự ra Kim Ngân không phải kiểu mua bừa mua phứa, cái gì cũng mua. Chị ấy ở với tôi cả tháng nay mà chi phí chưa tốn đến 1.000 đô. Thế mà không hiểu sao Thiên Nga kêu chị ấy ăn uống hết 5-7.000 đô một tháng. Đương nhiên rồi, Kim Ngân về nhà anh ở thì cũng phải nhìn mặt chứ. Nếu đòi hỏi anh đi mua sắm như má hai thì anh có dám đi mua sắm cho Kim Ngân được như má hai hay không? Hình ảnh mới đây nhất, cách ăn uống giản đơn của Kim Ngân khi về nhà người em họ, ăn cháo và trứng muối, những món ăn kém dinh dưỡng đó thì làm sao phục hồi lại tinh thần lẫn thể chất cho nữ ca sĩ. Như khi Kim Ngân được Thiên Nga chăm sóc, chỉ sau 2 tháng Kim Ngân đã hồi phục lại sức khỏe và hát rất điêu luyện trên bãi biển. Phải có một sức khỏe thật tốt mới có thể thể hiện được những ca khúc tuyệt vời như vậy trên bãi biển. Và bất ngờ lúc Kim Ngân gặp Kim Tiểu Long mới đây nhất, mới thấy được tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ đi xuống, bệnh tình càng nặng hơn. Trong clip Kim Ngân không nhận ra Kim Tiểu Long là ai, nữ ca sĩ tỏ ra đói bụng và muốn được đi ăn cơm tiệm. Tuy nhiên sau đó cô lại đổi ý muốn ăn bánh mì và được Kim Tiểu Long dẫn đi mua. Khi nhận được bánh mì, Kim Ngân lập tức rời đi. Đoạn video sau khi đăng tải thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. Cư dân mạng lo lắng khi nữ ca sĩ trông gầy hơn trước, lại cứ đi lang thang thế này, không ai chăm sóc, cũng chẳng được ăn uống đàng hoàng. Nhiều người còn cho rằng có vẻ bệnh tình của Kim Ngân ngày càng nặng hơn khi không thể nhớ nổi Kim Tiểu Long là ai, dù trước đây rất ấn tượng với nam nghệ sĩ. Không biết gia đình có lo được cho Kim Ngân như lời đã nói hay không, hay lại cứ để cô đi lang thang như trước. Thực sự lo lắng, đúng là không ai nhiệt tình được như Thiên Nga, có thể đi theo lo lắng cho Kim Ngân suốt mấy tháng trời vậy mà cũng bị lên án nói này nói nọ. Giờ chỉ mong ai thấy Kim Ngân ngoài đường thì giúp đỡ cho nữ ca sĩ ăn uống, chứ thấy là ốm hơn lúc được Thiên Nga chăm sóc nhiều lắm. Đó là những gì Gia Nguyễn đáp trả Thiên Nga, là chị mình về nhà mình sung sướng lắm.